Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia có giúp Việt Nam cải thiện vi phạm nhân quyền hay không. Cơ quan nhân quyền quốc gia theo Liên Hợp Quốc có tiếng Anh viết tắt là NHRI là một cơ quan được giao cho những chức năng cụ thể trong việc thúc đẩy bảo vệ quyền con người. Có chức năng thực hiện quy trình tư vấn hỗ trợ nhà nước trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền. Còn theo cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cơ quan nhân quyền quốc gia là cơ quan do nhà nước thành lập và được trao thẩm quyền theo quy định của Hiến pháp để thúc đẩy, bảo vệ, đảm bảo các quyền con người, quyền công dân trong phạm vi của quốc gia. Vì vậy, tổ chức đảng này kêu gọi thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia để bảo vệ quyền của người dân tốt hơn. Liệu một nước luôn bị cáo buộc có thành tích vi phạm nhân quyền như Việt Nam mà lại thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia do nhà nước quản lý có thể giúp cải thiện tình trạng vi phạm nhân quyền ở nước này hay không? Đây cũng là một câu hỏi đang được đặt ra. Đây là hình ảnh nhân quyền là quyền tự nhiên và có tính phổ quát, tức là mọi người dân đều có quyền nhân quyền như nhau, không lệ thuộc vào chủng tộc của họ hay lệ thuộc vào quốc gia họ sống. Trả lời đài FA từ Đức Quốc vào hôm 21 tháng 10, luật sư về nhân quyền Nguyễn Văn Đài đưa ra nhận định của mình như sau. Theo tôi, việc thành lập đấy tùy thuộc theo cơ chế. Nếu cơ quan nhân quyền quốc gia do người dân thành lập được hoạt động độc lập với cơ quan chính quyền và chế độ v.v. thì sẽ đảm bảo khách quan. Còn nếu cơ quan nhân quyền quốc gia do chính phủ thành lập, do các nhân viên chính phủ cử sang làm việc ở đó và chính phủ trả lương, tài trợ v.v. thì cơ quan này không phải là cơ quan bảo vệ nhân quyền mà là cơ quan để che giấu các vi phạm nhân quyền, cũng như là cơ quan để biện minh cho hành động vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho biết, ngoài việc bắt bớ nhiều tiếng nói phản biện, vi phạm nhân quyền lớn nhất của chính phủ Việt Nam vừa qua đã xảy ra trong lúc chống dịch COVID-19, đó là theo nguyên tắc, các nước khi xảy ra thiên tai dịch bệnh thì có luật tình trạng khẩn cấp, và khi ban bố thì nhà nước phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của người dân. Đây là hình ảnh người dân bị giam nhốt và quyền đi lại bị chính quyền tước đoạt suốt 4 tháng qua ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và rất nhiều địa phương khác. Nhưng Việt Nam đã cố tình không xây dựng luật tình trạng khẩn cấp mà chỉ có pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp. Mà theo quy định, các quyền tự do đi lại, cư trú chỉ bị hạn chế bằng văn bản luật khi xảy ra trường hợp khẩn cấp. Nhưng họ không thể đem pháp luật lệnh ra để cấm nên họ đem theo các chỉ thị 15-16 ra để tước quyền tự do cư trú đi lại của người dân. Như vậy là vi phạm rất nghiêm trọng quyền con người. Tổ chức Ân xá Quốc tế vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 cũng ra thông cáo kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền khi dùng quân đội tiếp tục kiểm soát dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Ân xá Quốc tế nêu rõ, cơ quan chức năng Việt Nam phải có những biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng về nhân đạo và quyền con người khi mà những biện pháp giãn cách nghiêm ngặt ngày càng gây hại cho những đối tượng dễ tổn thương nhất trong xã hội. Không chỉ vi phạm nhân quyền khi phòng chống dịch COVID-19 thời gian gần đây, Việt Nam còn vi phạm rất nhiều thứ. Và chính quyền Việt Nam trong những năm qua đã liên tục đàn áp các tiếng nói đối lập với nhiều người bị án tù hết sức khắc nghiệt và vô lý. Đây là hình ảnh một số tù nhân lương tâm mới bị Việt Nam bắt giữ chỉ vì lên tiếng và công khai tin tức một cách ôn hòa. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Việt Nam, thì chính quyền Việt Nam hiện đang giam giữ khoảng 276 tù nhân lương tâm. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, trong năm 2020, chính quyền Việt Nam đã gia tăng hạn chế đối với các quyền dân sự và chính trị cơ bản của người dân, đặc biệt quyền tự do, biểu đạt, tự do, hội họp, v.v. Cũng trong năm 2020, chính phủ Việt Nam đã lên tiếng trừng phạt người đưa ra tiếng nói chỉ trích chính phủ hoặc những người tham gia các nhóm cổ suý cho dân chủ, nhân quyền. Cơ quan chức năng Việt Nam tùy tiện cũng bắt giam hoặc truy tố ít nhất 28 người với cáo buộc vi phạm những tội như an ninh quốc gia mơ hồ và thái quá như tiến hành tuyên truyền chống nhà nước hoặc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích nhà nước, v.v. Ông John Stephen, giám đốc hỗ trợ khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Ân xá Quốc tế nhận định vào năm 2020 là một năm khủng khiếp nữa đối với tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Suốt năm qua, Công an Việt Nam tiến hành bắt một số tiếng nói đối lập mạnh mẽ và giam giữ những người này bày tỏ quan điểm cũng như thực hành quyền căn bản tự do biểu đạt
của họ. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ khi trả lời đài FA từ Na Uy vào hôm 21 tháng 10 cũng cho rằng sự nắm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có được nhờ sự tước đoạt nhân quyền của người dân Việt Nam, mà cụ thể là tước quyền tự do tranh cử, tự do bầu cử. Đây là hình ảnh các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam bỏ phiếu ở đại hội lần thứ 13 của Đảng này. Nếu mà giới cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền để người dân tự do tranh cử, tự do bầu cử, thì ai cũng thấy được là Đảng Cộng sản không thể nào giành được quyền lãnh đạo tại Việt Nam. Cho nên, theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, sẽ không bao giờ có chuyện giới lãnh đạo Cộng sản tự nguyện lập ra một cơ quan với mục đích thật sự là đảm bảo nhân quyền, vì đơn giản là nó đi ngược lại với lợi ích của chính giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Việt Nam cũng muốn cải thiện quan hệ với Mỹ và phương Tây, tất phải có những chính sách nhất định để thuyết phục họ rằng Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các cải cách để trở thành một thể chế dân chủ và được kêu gọi thành lập một viện để bảo vệ nhân quyền là một điều như vậy. Ông Vũ nói tiếp như sau. Nhu cầu bảo vệ nhân quyền là có thật trong các viên chức của chế độ. Dù muốn hay không, các viên chức cũng là một nạn nhân của chế độ. Cùng với việc mở cửa đất nước, các viên chức có dịp đi sang các nước khác nhau, biết được việc quyền con người được tôn trọng ở các nước văn minh như thế nào, người dân được sống tự do, hạnh phúc ra sao, và họ nhìn lại đất nước của mình, họ thấy thay đổi và họ muốn thay đổi. Họ muốn đất nước của mình cũng phải có một cơ chế để bảo vệ quyền con người, trước hết là vì lợi ích chung của xã hội và sau đó là cho họ. Cho nên các giới chức mới dự định thành lập một tổ chức nhân quyền nhằm mục đích thay đổi từ từ. Đây là hình ảnh người Cộng sản 55 tuổi Đảng Lê Đình Kình. Ông đã bị sát hại bởi lính đặc nhiệm của Bộ Công an giữa đêm khuya, không cần xét xử. Và cuối cùng, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ cho rằng việc một tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức đưa ra ý kiến về việc thành lập một tổ chức nhân quyền, nó đánh dấu nhận thức của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam rằng đã đến lúc phải thay đổi cách tiếp cận, cách cai trị. Không thể cai trị theo kiểu phong cách độc đoán nữa, mà phải hướng tới một thể chế tôn trọng quyền con người. Có lẽ họ muốn tách ra khỏi mối quan hệ liên minh với thế giới độc đoán mà Trung Quốc và Nga hiện là hai trụ cột, và họ muốn xích lại gần hơn với phương Tây. Đó là một tín hiệu tốt. Trong một diễn biến khác, theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, việc Việt Nam cố vận động để vào Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc là một thủ đoạn nhằm che đậy những vi phạm nhân quyền trong nước. Văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có đề cập đến nhân quyền, nhưng đó chỉ là do tình thế bắt buộc, không thể không viết, phải viết ra cho có mà không thực hiện. Một số lãnh đạo Cộng sản thì thù ghét nhân quyền, họ nghĩ rằng nó chống lại đảng quyền, chống lại độc tài toàn trị. Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho rằng nếu lãnh đạo Việt Nam có ý thức tôn trọng nhân quyền, thì trước hết hãy ban bố những điều luật về tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội. Khi những quyền tự do ấy của dân không được tôn trọng thì việc lập ra cơ quan nhân quyền quốc gia chỉ là một trò lừa dối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 10 năm 2021 với bản tin Thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia có giúp Việt Nam cải thiện vi phạm nhân quyền hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.